Hello, đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay chúng ta tiếp tục series về đọc Miyabot cùng hai lúa. Tiếp theo phần trước, chúng ta tiếp tục key area liên quan tới requirement life cycle management và cái yếu tố thứ năm trong cái quản lý vòng đời yêu cầu này đó là approve requirements, tạm dịch gọi là phê duyệt yêu cầu. Các bạn sẽ thấy ở đây cái mục đích của việc phê duyệt yêu cầu là để tạo nên cái sự đồng thuận cho các cái yêu cầu về các cái thiết kế, cũng như là để phê duyệt là các cái yêu cầu này, các cái thiết kế này là ok rồi đó, để mà các bạn liên quan tới BA, các bạn ấy có thể tiếp tục công việc, để có thể tiếp tục cái việc mà phân tích, tiếp tục cái việc mà xây dựng giải pháp. Các bạn thấy là trong quá trình làm việc bất kỳ một cái vấn đề nào cũng cần sự phê duyệt cả, trừ những tình huống các bạn là những cái vai trò mà BA theo kiểu là các bạn là Head of Product, các bạn là Director of Product, các bạn là Chief Product Officer, vân vân, những cái level cấp cao, những cái level được phép quản trị, những cái level được phép quyết định á, thì các bạn có thể không cần approve, mà các bạn chỉ có thể tự mình approve cái requirement, cái design của các bạn. Còn lại trong tất cả các tình huống, có dù các bạn là IT BA hay các bạn là BA Consultant, các bạn là bất kỳ một dạng BA nào, thì các bạn cũng cần phải thực hiện công việc dựa trên sự phê duyệt của người có thẩm quyền. Đó là nguyên tắc chung. Cho nên là các bạn cần phải ý thức được việc tìm kiếm cái người mà có thẩm quyền phê duyệt ở ngay từ đầu dự án. Chứ nếu không là khi tới cái giai đoạn mà các bạn cần phê duyệt á, các bạn sẽ rất là khó tìm được những cái người đó, và các bạn cứ loay hoay mãi, mất thời gian, chậm tiến độ dự án vì các bạn không tìm được ai có thẩm quyền cả. Thì cái người BA phải chịu trách nhiệm cho việc đảm bảo rằng các cái yêu cầu thiết kế, các cái nội dung phân tích, các cái thông tin về mặt phân tích nghiệp vụ khác nó cần phải được truyền đạt rõ ràng tới các bên liên quan chính, để mà đảm bảo được là các cái bên liên quan đó có thể thực hiện việc phê duyệt các cái yêu cầu này. Thì việc phê duyệt các yêu cầu này có thể được thực hiện chính quy hay không chính quy. Chúng ta có hai cái phương pháp xử lý, đó là phương pháp theo kiểu dự đoán và phương pháp theo kiểu thích ứng. Đầu tiên là các bạn sẽ thấy là predictive approach, tức là phương pháp dự đoán, thì thường được thực hiện phê duyệt vào cuối giai đoạn hoặc là trong các cái cuộc họp kiểm soát khi mà đã có cái sự thay đổi về mặt kế hoạch. Còn về mặt các cái phương pháp thích ứng thì chỉ được phê duyệt khi mà các bên đã đảm bảo được là các yêu cầu, các cái thiết kế, các cái giải pháp nó có thể được bắt đầu thực hiện. Thì các bạn sẽ thấy là ở đây nó mang tính giống như là waterfall và agile vậy. Waterfall tất cả mọi thứ đều phải được phê duyệt dựa trên một cái bức tranh tổng thể, còn Agile nó có thể phê duyệt dựa trên theo từng cái giai đoạn mà chúng ta mong muốn chúng ta thực hiện. Thì người BA phải thực hiện liên kết với các bên liên quan để mà đảm bảo cái sự đồng lòng, cái sự đồng thuận về những cái yêu cầu và những cái thay đổi, và cũng như là chúng ta cũng phải truyền đạt các cái kết quả của các cái cuộc thảo luận, các cái kết quả của các cái việc thống nhất, các cái kết quả của việc về mặt theo dõi tiến độ, tracking, quản lý vân vân, để mà chúng ta có thể đảm bảo được cái việc mà chúng ta phê duyệt một cách hiệu quả chính xác, cũng như là chúng ta quản trị những cái phê duyệt, những cái điểm được đã được xác nhận, đã được confirm á, để mà chúng ta thực hiện các cái công việc tiếp theo dựa trên các cái yếu tố được phê duyệt đó. Hãy nhớ cho mình là chúng ta không thực hiện những cái nội dung mang tính là làm đại, em nghĩ, em tưởng ha. Tất cả mọi nội dung về mặt yêu cầu, về mặt thiết kế, về mặt giải pháp thì các bạn là BA gì không biết, các bạn cũng phải được sự phê duyệt của người có thẩm quyền. Trừ những tình huống các bạn là những dạng BA như là BA mang kiểu là Head, mang kiểu Director, mang kiểu C-Level, tức là các bạn có thẩm quyền của mình, các bạn có thể tự quyết định được, thì các bạn có thể tự xử. Còn lại các bạn đều phải được cấp có thẩm quyền người ta phê duyệt. Các bạn có thể nhìn cái sơ đồ ở đây để các bạn thấy được những cái input, những cái process và những cái output khi mà các bạn xử lý liên quan tới việc phê duyệt yêu cầu, và những cái guidelines, những cái tool mà các bạn sẽ hỗ trợ trong quá trình mà các bạn thực hiện cái việc phê duyệt yêu cầu. Đầu tiên các bạn thấy phần input, chúng ta có hai yếu tố, đó là requirements đã được verify, đã được xác nhận, đã được xác định rõ là những cái yêu cầu này đã được làm rõ, và tiếp theo là những cái thiết kế. Thì đầu tiên là những cái yêu cầu đã được làm rõ, được xác minh, là một tập hợp các yêu cầu đã được xác minh là đủ chất lượng để thực hiện, đủ chất lượng để được phân tích, đủ chất lượng để được sử dụng như là một bộ công việc, một bộ công cụ đáng tin cậy cho việc xác định và phát triển tiếp theo. Design, thiết kế là một tập hợp các cái thiết kế đã được xác định là sẵn sàng để được sử dụng cho các cái giai đoạn về mặt approve, cho các cái giai đoạn về mặt phát triển tiếp theo.
Thì qua cái quá trình mà chúng ta approve thì các bạn sẽ thấy output nó sẽ là những cái requirements, những cái design mà đã được approve, đã được phê duyệt, đã được xác nhận. Thì cái phần output này chúng ta sẽ nói ở cái phần output, ở cái phần cuối khi mà chúng ta trình bày về cái phần approve requirement này nhé. Còn tiếp theo chúng ta sẽ nói về những cái elements, những cái yếu tố tác động vào trong cái việc mà chúng ta phê duyệt những cái requirement này. Các yếu tố tác động, đầu tiên các bạn sẽ thấy là chúng ta cần phải hiểu vai trò của các bên liên quan, của các stakeholder. Các cái bên liên quan nó được thể hiện trong cái nhiệm vụ là Plan Business Analysis Governance mà chúng ta đã nói ở các cái video clip trước. Thì một phần của việc xác định quy trình phê duyệt là hiểu rõ vai trò và mức độ quyền hạn của các stakeholder. Người BA chịu trách nhiệm thu thập sự phê duyệt từ các bên liên quan và cần phải hiểu rõ ai giữ trách nhiệm gì, ai có quyền quyết định, ai có quyền ký duyệt trên toàn bộ dự án. Người BA cũng phải xem xét bất kỳ các stakeholder nào có ảnh hưởng, các stakeholder nào cần được tham vấn hoặc là các stakeholder nào cần được thông báo về các cái yêu cầu. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là nó tương tự như các bạn sử dụng mô hình RACI để mà các bạn có thể xác định được trách nhiệm quyền hạn của các cái thành viên, trách nhiệm quyền hạn của các cái team member vậy. Thì các bạn có thể ứng dụng mô hình RACI để mà xác định các cái trách nhiệm quyền hạn của các stakeholder. Tại vì stakeholder có thể họ là người tham gia vào dự án hoặc có thể không, cho nên là các bạn nên hiểu là RACI thường người ta áp dụng cho team member. Tuy nhiên thì các bạn có thể ứng dụng những cái mô hình có sẵn như là RACI để mà chúng ta có thể đưa ra được những cái sơ đồ về mặt trách nhiệm quyền hạn của các bên liên quan. Chúng ta nên hiểu là công cụ là chúng ta linh hoạt, chứ không phải là các bạn cứ phải tìm kiếm những cái công cụ nào dành riêng cho việc quản trị stakeholder. Các bạn có thể tận dụng những cái công cụ hiện hữu, những cái công cụ đã có như là RACI chẳng hạn, nó sẽ đơn giản và dễ hiểu hơn. Rồi, quay lại câu chuyện của chúng ta, có một số ít các stakeholder có quyền phê duyệt hoặc từ chối thay đổi, nhưng mà nhiều stakeholder có thể có khả năng ảnh hưởng và tác động tới những cái quyết định này. Trong quá trình mà chúng ta làm việc, đôi khi các bạn sẽ gặp những tình huống mà những cái yêu cầu nó bị nói ra, nói vào. Những yêu cầu đã được quyết định rồi, đã được phê duyệt rồi, nhưng có thể người này người kia nói ra nói vào, dẫn tới là có thể những cái quyết định, những cái phê duyệt đó nó có thể bị sự thay đổi. Nó có thể hoàn toàn bị thay đổi. Cho nên là các bạn phải cấn... Cho nên á, đôi khi á, các bạn sẽ phải, thứ nhất á, các bạn có thể phải chuẩn bị các cái phương án A, B, C, D để mà chúng ta có thể linh hoạt, tùy biến trong các cái tình huống mà yêu cầu phê duyệt nó có thể bị thay đổi. Cái phương án 2 thì các bạn nên có cái sự giải thích rõ ràng đối với những cái người mà có thẩm quyền á, là các yếu tố mạnh yếu, các cái yếu tố về mặt được mất để mà các cái stakeholder có quyền quyết định đó, người ta có thể đưa ra những cái quyết định chính xác và người ta ít bị hạn chế bởi những cái tác động liên quan. Đó là những cái yếu tố mà các bạn cần phải đảm bảo là chúng ta cần phải take care hết tất cả các stakeholder mà nó có thể tác động vào. Và đây là đòi hỏi một phần nào đó cái kinh nghiệm của người BA nữa. Các bạn làm nhiều, các bạn qua nhiều dự án thì các bạn có thể có nhiều kinh nghiệm để mà nhận định được ai là người tốt, ai là người xấu, ai là người có thể ảnh hưởng tới những cái quyết định đó. Yếu tố tiếp theo nó là xử lý xung đột. Thì xung đột nó luôn đòi hỏi cái người BA phải rất là bình tĩnh ha. Thì để duy trì sự hỗ trợ của các stakeholder cho giải pháp, thường tìm kiếm sự đồng lòng giữa các bên liên quan trước khi mà các yêu cầu được phê duyệt. Phương pháp xác định cách đảm bảo quyết định và giải quyết xung đột dựa trên một dự án có thể nằm trong cái phần mà Plan the Business Governance mà chúng ta cũng đã nói ở các video clip trước. Thì các bạn thể thấy là các cái nhóm stakeholder thường có các cái quan điểm khác nhau và thường đôi khi có những cái xung đột về mặt ưu tiên, xung đột về mặt ý kiến. Thì những cái xung đột này có thể phát sinh giữa các bên liên quan do các cái cách giải thích khác nhau về yêu cầu hoặc là thiết kế, hoặc là các cái giá trị, các cái value mà người ta nhận được, hoặc là các cái value mang lại từ các cái giải pháp, các cái sản phẩm nó có thể khác nhau dựa trên các cái stakeholder, và từ đó nó dẫn tới những cái sự xung đột. Người BA phải tạo điều kiện giao tiếp giữa các bên liên quan trong các cái lĩnh vực khác nhau để mà người ta có thể giải quyết xung đột, để mà các bên đó có thể đánh giá tốt hơn về những nhu cầu của các stakeholder khác nhau. Việc giải quyết xung đột và quản lý vấn đề này có thể xảy ra khá là thường xuyên. Và khi người BA phải xem xét các cái yêu cầu thiết kế thì người ta phải đảm bảo được cái việc là chúng ta phải có cái sự đảm bảo được các bên liên quan người ta đều hiểu hết. Các cái bên liên quan đều phải đã được review về các yêu cầu để mà chúng ta có thể đảm bảo được là cái việc ký duyệt nó diễn ra một cách suôn sẻ. Thì cái việc mà xung đột á, ở đâu nó cũng sẽ có xung đột thôi. Và cái cách hay nhất đó là chúng ta hãy đi giải thích các bên, chúng ta cân bằng lợi ích giữa các bên.
để mà chúng ta hạn chế những cái xung đột. Còn lại trong những tình huống mà các bạn không thể nào tự xử lý xung đột được thì hãy escalate lên, hãy đẩy cái trách nhiệm đó cho những cái cấp cao hơn để mà người ta có thể hỗ trợ bạn, người ta giải quyết những cái xung đột mà trong phạm vi của bạn không thể nào xử lý được. Tiếp theo là chúng ta cần phải tạo được cái sự đồng lòng. Những người BA chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các cái stakeholder có quyền duyệt, có quyền hiểu và chấp nhận các cái yêu cầu đó. Việc phê duyệt có thể được xác nhận rằng các bên liên quan tin rằng nó đảm bảo đủ giá trị mang lại cho tổ chức, đảm bảo đủ giá trị mang lại cho các stakeholder và tất cả mọi cái yếu tố phản biện đều đã được giải thích đầy đủ khi mà các cái stakeholder người ta có yêu cầu, người ta có đặt câu hỏi gì đó cho việc mà người ta muốn đầu tư vào một giải pháp và người ta muốn gain lại cái giá trị. Người BA thu được sự phê duyệt bằng cách xem xét các cái yêu cầu hoặc thay đổi yêu cầu mới với các cá nhân hoặc nhóm chịu trách nhiệm và yêu cầu họ phê duyệt, chỉ ra sự đồng ý của họ với các cái giải pháp hoặc là thiết kế đã được mô tả. Các bạn có thể sử dụng các cái phương pháp đã được thiết lập trong cái phần về Plan Business Analysis Governance và cái phần Communicate Business Analysis Information mà chúng ta đã có nói ở các cái video clip trước. Việc người BA tạo điều kiện cho quá trình phê duyệt này bằng cách đáp ứng những cái câu hỏi, những cái yêu cầu, những cái thông tin còn vướng mắc để mà đảm bảo được cái sự hiểu rõ, đó là rất là quan trọng mà cần phải được bổ sung các cái stakeholder người ta yêu cầu. Sự đồng lòng hoàn toàn có thể không cần thiết cho một sự thay đổi thành công, nhưng nếu có sự thiếu đồng lòng, các cái rủi ro liên quan tới việc mà xác nhận, các cái rủi ro liên quan tới việc quản trị, các cái rủi ro liên quan tới việc chậm tiến độ, vân vân và vân vân, nó có thể xảy ra rất là dễ dàng. Cái yếu tố cuối cùng đó là sự theo dõi và truyền đạt về sự phê duyệt. Những người BA sẽ phải ghi lại các quyết định phê duyệt, có thể trong các công cụ duy trì và theo dõi yêu cầu. Để truyền đạt tình trạng của các yêu cầu này, cần phải giữ các hồ sơ chính xác về tình trạng phê duyệt hiện tại. Các cái bên liên quan phải có thể xác nhận yêu cầu và thiết kế đảm bảo làm sao mà các cái yêu cầu này đã sẽ được triển khai dựa trên sự phê duyệt đó. Có thể có giá trị trong việc duy trì lịch sử kiểm toán về các cái thay đổi đối với yêu cầu, điều gì đã được thay đổi, ai đã thực hiện thay đổi, lý do của sự thay đổi và khi nào nó đã được thực hiện. Thì các bạn sẽ thấy là ở đây, đối với cái việc theo dõi này, đối với những yếu tố liên quan tới quality assurance, nó rất là quan trọng. Và cái việc thay đổi, sự thay đổi nè, thay đổi về mặt requirement, thay đổi về mặt thiết kế, thay đổi về mặt document, thay đổi về mặt confirmation, vân vân, thì các bạn đều phải tracking rõ ràng và đều phải đảm bảo được là các cái bên liên quan, có thể là team dự án, có thể là sếp, có thể là khách hàng, vân vân, người ta luôn đảm bảo được là người ta biết được khi nào các cái yêu cầu nó được thay đổi, khi nào các cái yêu cầu nó đã được điều chỉnh, khi nào các cái yêu cầu nó đã được xử lý, vân vân và vân vân. Thì thật ra nó cũng sẽ phải phối hợp với các cái vai trò liên quan tới project management để mà đảm bảo làm sao cái người làm dự án, cái người BA có thể nắm bắt được khi nào người ta cần, khi nào người ta hỏi đều phải trả lời được. Người ta hỏi thì các bạn là phải luống cuống đi tìm nội dung, luống cuống đi tìm thông tin mà không có bất kỳ một cái tài liệu nào lưu vết lại, lưu trữ lại. Đó là một trong những yếu tố gây ảnh hưởng tới cái đánh giá về mặt chất lượng, đánh giá về sự chuyên nghiệp của bất kỳ người BA nào. Phần tiếp theo đó là những cái guideline, những cái công cụ. Đầu tiên là change strategy, tạm dịch là chiến lược cho sự thay đổi. Change strategy nó nói về việc mà chúng ta cung cấp những cái thông tin mà có thể hỗ trợ cho việc và quản lý những cái sự đồng lòng của các bên liên quan để mà đảm bảo được là các cái nhu cầu của các bên liên quan này được thỏa mãn. Governance approach tức là tiếp cận sự quản trị, nó xác định các cái bên liên quan có quyền và có thẩm quyền phê duyệt để mà đảm bảo là đúng người đúng việc, và cũng như là cái việc mà chúng ta có thể giải thích được là những cái nội dung này, những cái sự phê duyệt này nó sẽ được phê duyệt dựa trên cái yếu tố gì, như thế nào, diễn ra ra sao, nó đảm bảo phù hợp với chính sách, với quy định của tổ chức. Những cái thông tin về mặt pháp lý, những thông tin về mặt quy định, nó mô tả những cái quy tắc, quy định pháp lý cần phải tuân theo, chúng có thể ảnh hưởng tới quá trình phê duyệt yêu cầu hoặc là thiết kế. Công cụ hoặc là kho lưu trữ để mà chúng ta có thể ghi lại sự yêu cầu. Và cuối cùng là chúng ta nói về cái việc là các phạm vi của giải pháp chúng ta sẽ cần được xem xét khi mà phê duyệt yêu cầu để mà đánh giá sự chính xác và phù hợp để mà đảm bảo nó không có bị lọt sổ, nó không có bị đi ra ngoài, vân vân. Tiếp theo là các cái techniques, chúng ta sẽ sử dụng các cái techniques. Đầu tiên là chúng ta sẽ là những cái tiêu chí nghiệm thu để mà chúng ta có thể đảm bảo được là định nghĩa rõ những cái tiêu chí nào để nghiệm thu để mà quyết định cho sự phê duyệt. Tiếp theo nó là phân tích quyết định, nó đưa ra để mà chúng ta có thể đảm bảo được là các cái quyết định nó có thể được quyết định một cách chuẩn xác và cũng như đạt được sự đồng lòng. Quản lý danh mục chúng ta sẽ được sử dụng để theo dõi các cái vấn đề được xác định trong quá trình mà phân tích, trong quá trình đưa ra quyết định đó, để mà cuối cùng nó đạt được cái sự đồng lòng.
Tiếp theo đó là sự đánh giá, sự review để mà sử dụng, để đánh giá yêu cầu, những cái workshop, những cái hội thảo để mà được sử dụng, để mà tạo điều kiện cho, để mà chúng ta trao đổi, học hành, để mà chúng ta thu được những cái sự đồng thuận giữa các bên. Các bên liên quan, các bên liên quan các bạn sẽ thấy là có khách hàng là có thể đóng một cái vai trò tích cực trong việc xem xét và phê duyệt các yêu cầu và thiết kế để mà đảm bảo là các cái yêu cầu đó được thỏa mãn. Tiếp theo là những cái chuyên gia về những cái lĩnh vực khác nhau để mà có thể tham gia việc xem xét và phê duyệt yêu cầu, và cũng như là nắm được các cái vai trò trách nhiệm của các bên liên quan. End user, người dùng cuối, là những người sử dụng giải pháp hoặc là một thành phần của giải pháp, có thể tham gia vào việc xem xét, xác nhận và ưu tiên các cái yêu cầu và thiết kế như là được xác định bởi các cái vai trò và trách nhiệm của các stakeholder. Liên quan tới việc mà hỗ trợ vận hành là chịu trách nhiệm là đảm bảo các yêu cầu và thiết kế có thể hỗ trợ trong các ràng buộc được đặt bởi các cái tiêu chuẩn công nghệ và các cái kế hoạch năng lực của tổ chức. Tiếp theo là nhân viên hỗ trợ vận hành cũng có thể hỗ trợ các cái vai trò và xem xét về yêu cầu. Quản lý dự án, chịu trách nhiệm xác định và quản lý các rủi ro liên quan tới thiết kế giải pháp, phát triển giao hàng, triển khai, vận hành và duy trì. Quản lý dự án có thể quản lý các hoạt động của các kế hoạch dự án liên quan tới việc xem xét và hoặc phê duyệt yêu cầu. Tiếp theo là người quản lý, chịu trách nhiệm cung cấp ý kiến về các cái mối quan hệ giữa các cái yêu cầu đã nêu và các quy định cụ thể, các cái tư vấn v.v. Sponsor, nhà tài trợ, chịu trách nhiệm về việc xem xét và phê duyệt các cái kế hoạch kinh doanh và phạm vi giải pháp hoặc là sản phẩm. Người kiểm thử, kiểm tra, chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các cái tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng có thể được thực hiện trong phân tích nghiệp vụ. Ví dụ như là các cái đặc tính, các cái yếu tố, các cái test case mà chúng ta có thể phải thực hiện để mà đảm bảo được cái chất lượng. Cuối cùng là cái output. Đầu tiên là các bạn sẽ thấy là các cái yêu cầu nó đã được phê duyệt, tức là các cái yêu cầu đã được thống nhất, có thể thực hiện các cái bước tiếp theo. Tiếp theo là các cái design đã được thiết kế, đã được phê duyệt, thì chúng ta sẽ giúp cho việc mà các cái team khác có thể thực hiện các cái bước tiếp theo khi mà các cái design này đã được đồng thuận, các cái design này đã được phê duyệt để mà đảm bảo được là tất cả mọi thứ đều được dựa trên sự confirm. Tóm lại thì các bạn sẽ thấy là như mình cũng đã nói rất là nhiều lần ở các cái video clip, chúng ta luôn phải thực hiện các cái công việc dựa trên sự phê duyệt, đồng thuận của các bên liên quan. Và các bên liên quan này không phải là ai thích phê duyệt thì phê duyệt, mà chúng ta phải đảm bảo tất cả các cái yêu cầu, tất cả các cái thiết kế đều phải được phê duyệt bởi người có thẩm quyền. Đó là cái nguyên tắc bất di bất dịch rồi. Thì hy vọng là qua cái bài ngày hôm nay, chúng ta có thể thấy là những cái thông tin mình nói liên quan tới việc phê duyệt yêu cầu và phải người có thẩm quyền, nó đã được nêu rất là rõ trong VA Box. Nó là một cái sự chuẩn chỉnh, chứ nó không phải là bất kỳ một cái kinh nghiệm hay là một cái thực chiến nào của bản thân. Hy vọng là chúng ta phải ý thức được là tất cả mọi thứ đều phải được dựa trên sự xác nhận, sự phê duyệt của người có thẩm quyền. Chúc các bạn thành công, hai lúa cho các bạn.